Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với buổi live stream trực tiếp của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam chi nhánh 84A, phường 9, quận 3, Bà huyện Thanh Quan ạ. Và sau đây bên cạnh tôi là một vị khách hàng là mới tham gia dịch vụ là điêu khắc chân mày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích hình ảnh trước của khách hàng nhé. Dạ, đây là hình ảnh trước của khách hàng ạ. Và chị ơi, khách hàng này là mình chỉ có thể phân tích hình ảnh trước của khách hàng cho em được không ạ? Thì hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn sơ qua về cái bộ chân mày của bạn gái này nhé. Bạn thì chân mày thì của bạn ấy có nhưng mà lông thì rất là nhạt. Và hai cái phần đầu và phần đuôi của bạn ấy là bị thiếu. Thì mình sẽ làm điêu khắc 3D kết hợp với lại âm rê một chút để cho cái chân mày của bạn ấy sắc nét hơn và đẹp hơn. Thì với yêu cầu của khách hàng thì với dáng chân mày của bạn thì nó cũng phù hợp với dáng chân mày ngang Hàn Quốc. Thì bạn gái này cũng rất là trẻ và da bạn ấy trắng và cái khuôn chân mày của bạn ấy thì cũng rất là hợp với dáng chân mày ngang của Hàn Quốc. Thì sau khi làm xong cái dịch vụ mà điêu khắc và mình có kèm theo là mình phun âm rê thêm thì khách hàng rất là hài lòng với cái dáng chân mày này. Vâng. Và bây giờ mình sẽ cùng ngắm nhìn trực tiếp hình ảnh của khách hàng hiện tại đang làm nhé. Và đấy, các bạn thấy không ạ? Đây là bước gì đây ạ chị? Bước cuối cùng thì mình vừa xong là mình có cho một cái nước, đó là nước khóa màu mực. Đây bạn, các bạn có thể nhìn cái tự nhiên luôn mày. Ha. Và mình có âm rê một chút cho chân mày. Thật ra thì lông của khách hàng, lông chân mày của khách hàng rất là ít và thưa, rất là nhạt. Phần đầu chân mày của các bạn ấy gần như là không có mấy. Thì mình có âm rê nhẹ một chút. Đây, các bạn có thể nhìn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Rất là tự nhiên. Và khi mà mình vẽ xong, làm xong như thế này thì sau này mình cũng không phải là vẽ chân mày hết. Rất tự nhiên và đẹp ha. Thì với chân mày này thì chúng ta thì cũng không cần phải kiêng ăn uống gì nhé các bạn nhé. Chân mày thì chúng ta chỉ cần kiêng nước trong 3 ngày đầu tiên thôi. 3 ngày đầu tiên chúng ta làm sao là tắm và rửa mặt mình, tránh cái chân mày ra trong 3 ngày đầu, là để cho chân mày mình nó giữ khô. Thì khi mà bong ra màu mực nó sẽ ăn mực và nó sẽ đều màu và giữ được màu lâu hơn nhé các bạn nhé. Còn về giá thì chân mày điêu khắc ở bên bệnh viện mình hiện tại đang có chương trình khuyến mãi. Giá của nó là 3 triệu rưỡi, giảm 30% thì còn 2 triệu 450 ngàn. Và chị khách hàng ơi, sau khi làm thì chị có thấy đau không ạ? Hơi đau một tí nhẹ, vẫn chịu được. Cảm ơn. Chị có thấy hài lòng về cái dịch vụ bên em không ạ? Dạ, em cảm ơn chị. Bạn khách hàng này rất là xinh. Và thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những live stream tiếp theo ạ.